Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bất lực trước Trần Quý Thanh, Tô Dát Vàng, cầu cứu nghĩa tuyên giáo. Việc bắt nghi phạm và chứng minh nghi phạm có tội là trách nhiệm của cơ quan tố tụng hình sự. Trách nhiệm đó thuộc về hạn quyền hạn của cơ quan điều tra. Trong khi nghi phạm chỉ là một vài cá nhân, còn cơ quan điều tra là cả một bộ máy, cho nên rất dễ để xảy ra hiện tượng bức cùng nhục hình để lập ra hồ sơ vụ án theo ý của cơ quan điều tra. Công an đã dùng báo chí để tạo ra dư luận kết tội cho bị can. Để đảm bảo công bằng cho bị can thì ở các nước dân chủ, người ta áp dụng quyền im lặng và quyền có luật sư ngay từ đầu. Quyền im lặng giúp cho nghi can tạm thời tự bảo vệ trước áp lực quá lớn của bộ máy điều tra và cũng tránh cho nghi can không bị lỡ lời mà nói những điều bất lợi cho bản thân nghi can có quyền im lặng cho đến khi có luật sư đại diện để luật sư hướng dẫn họ nên nói gì để mà có lợi và nói điều gì sẽ gây bất lợi cho họ. Với luật pháp chặt chẽ và nhân bản như vậy, các nước dân chủ đảm bảo cho nghi can có được sự công bằng trước pháp luật, cho dù nghi can có tội phạm gây ra tội ác nghiêm trọng và có bằng chứng rõ ràng. Việc có luật sư ngay từ đầu như là người bảo vệ và cũng là bên thứ ba giám sát cơ quan điều tra để tránh bức cung nhục hình hàm oan cho nghi can còn ở việt nam thì khác luật pháp không được soạn bởi những đại diện chân chính cho dân mà do những người đại diện cho đảng cộng sản nhưng lại mạo danh là đại diện cho nhân dân soạn thảo ra cho nên ngay trong luật đã có cơ hội cho cơ quan điều tra những điều kiện để họ có thể ra tay với nghi can miễn sao những điều tra viên đạt được kết quả như ý muốn còn có đúng người, đúng tội hay không thì với họ không quan trọng. Chính vì thế mới xảy ra tình trạng lạm sát ngay trong cơ quan công an. Chỉ trong 3 năm, công an của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được bức cung nhục hình rồi gây ra cái chết của tới 226 nạn nhân khi họ đang bị giữ tại trại tạm giam. Luật pháp của Đảng đã thả nổi cho công an vốn rất tàn ác được tự do ra tay với dân nên mới có sự lạm dụng đến như thế. Ông Trần Quý Thanh không khai báo theo ý công an để tự bảo vệ mình là điều đương nhiên, bị cáo nào cũng có quyền làm điều đó. Ông Trần Quý Thanh là một đại gia có tiếng, khi bắt ông, việc điều tra và chứng minh ông có tội là trách nhiệm của cơ quan điều tra. Việc ông Trần Quý Thanh không khai theo ý công an để tự bảo vệ mình là điều đương nhiên, không thể nói ông ngoan cố được với bị can cho dù là tội phạm giết người đi nữa thì họ cũng chỉ khai những gì có lợi cho họ đó là điều đương nhiên việc cơ quan điều tra tố ông trần quý thanh là ngoan cố điều đó cho thấy họ đang bất lực họ cố ép ông nhận tội mà không được nên quay ra tố bị can là ngoan cố một chiêu trò có thể nói là rất bẩn thỉu của cơ quan điều tra mà người đứng đầu là ông Đại tướng Tô Lâm. Trước một Trần Quý Thanh già dặn kinh nghiệm thì cơ quan điều tra không thể nào nhào nặn các lời khai như ý họ muốn được. Vì vậy họ đã phải nhờ đến Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo của Trung ương Đảng Cộng sản, đã chỉ đạo báo chí tố ông Trần Quý Thanh là vẫn ngoan cố chưa thành khẩn khai báo. Việc công an bất lực trước bị can rồi dùng báo chí đổ tội cho bị can là ngoan cố đó chính là hành động vô cùng bị ổi của tướng lĩnh nhà ông Lâm. Ở đây cả công an và báo chí đều hỗn nạn như nhau, chẳng có bị can nào ngoan cố cả, mà bất kỳ bị can nào cũng có quyền tự bảo vệ mình. Công an ở Việt Nam thì thừa tàn bạo, thiếu khôn ngoan và kém nghiệp vụ. Ông Trần Quý Thanh là người từng bị xã hội khinh ghét bởi ông từng dùng tiền vào các chiêu trò bị ổi để triệt hạ những người tố cáo sản phẩm nước giải khát của ông sản phẩm nước giải khát của ông tuy nhiên không vì thế mà mặc định rằng tất cả những điều ông thanh làm đều sai trái nhất là trong quá trình tố tụng hình sự với nghiệp vụ yếu kém điều tra không ra khai thác bị can thì không được thì công an đã đi xua báo chí để mà định hướng dư luận thì có thể nói đấy chính là cách làm án rất khốn nạn của công an đảng cộng sản làm công dân của nước cộng hòa xã chủ nghĩa việt nam là không có bất cứ quyền nào cả, đặc biệt là phải đối diện với bộ máy công quyền. Một nhà nước tự cho mình đứng trên pháp luật và muốn trị dân chẳng dựa trên bất cứ một chuẩn mực pháp luật nào, đấy chính là bản chất của cái gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời Báo .d với bản tin bất lực trước Trần Quý Thanh, tô rát vàng câu cứu nghĩa tuyên giáo quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin thủ tướng và đốc hồng vùng tay xé tô rất vàng với nghĩa tuyên giáo dùng tay bụng càng ngày giới đại gia tại việt nam càng lộ nguyên hình là những đầu nậu lùa gà ở việt nam những tay lừa đảo lùa gà nhan nhản trên mạng chỉ có những con tép diêu còn những đại gia khác thì khoác lên mình chiếc áo thành đạt chiếc áo doanh nhân lớn mới thực sự là những tay lùa gà thượng thẳng họ ăn tiền của toàn dân từ bắc tới nam với sự giúp sức của các nhóm lợi ích chính trị trong đảng lỗ hổng, toàn hoác đủ cho khủng long chui lọt thế này thì do đảng tạo ra hay do phản động đây? Vụ vạn thịnh phát đang để lộ ra một lỗ hổng khổng lồ, đó là việc các đại gia thành lập các ngân hàng thương mại rồi dùng nó như một kênh để mà lùa gà những người gửi tiền. Cũng bởi vì đấy là ngân hàng nên không ai nghĩ nó là một tổ chức lừa đảo tinh vi. Chưa có nơi nào mà có một cá nhân có thể lừa đảo chiếm đoạt của người dân tới con số lên đến 12,5 tỷ đô la Mỹ. Và đây chỉ là con số thống kê, thực tế có thể còn lớn hơn rất nhiều. Chính quyền của Đảng Cộng sản đang đổ lỗi cho những người phạm tội, tuy nhiên cần phải nhìn sâu hơn để tìm ra nguyên nhân gốc rễ. Thực ra, việc Vạn Thịnh Phát lớn mạnh và lập ra bộ máy lừa đảo khổng lồ chỉ là hậu quả mà nguyên nhân chính là cách quản lý đất nước của chính quyền Đảng Cộng sản. Tại sao những quốc gia khác không để xuất hiện những con cá mập lừa đảo khủng khiếp đến thế mà Việt Nam lại xuất hiện? Chịu trách nhiệm cho tình trạng này trước hết là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Tất nhiên, Vạn Thịnh Phát đã lợi dụng lừa đảo trong suốt một thời gian dài, trải qua nhiều đời Thủ tướng Chính phủ khác nhau và nhiều đời Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Nhưng hiện nay, hai người này vẫn phải chịu trách nhiệm chính Rồi sau đó mới đề cập đến những người tiền nhiệm của họ Xua tiền giáo và công an Bịt lỗ hỏng khủng long. Đâu chỉ có SCB Mà còn đó như Sa Công Băng của đại gia Dương Công Minh Và Thách Công Băng của đại gia Hồ Hồng Anh Cũng là ngân hàng Thuộc hệ sinh thái của các ông chủ Bất động sản lớn SCB có thể chui lọt lỗ hỏng Thì ngân hàng khác cũng có thể chui lọt vấn đề là chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có dám rút dây đến cùng hay không? Hay chỉ rút SCB rồi lại sợ động rừng buông tay? Có người đã mỉa mai nói rằng Bắc Thang nên hỏi ông trời tiền đưa SCB có đòi được không? Một khi tiền đã vào tay SCB thì xem như mất trắng sẽ chẳng có quyền lợi nào được trả lại cho người bị hại cả. Hãy xem vụ chuyến bay giải cứu thì rõ kiều bào khắp nơi trên thế giới đã bị đảng và chính phủ tổ chức ra những chuyến bay và cướp ra sao kẻ đứng trước vành bóng ngựa chấn đột dân rồi đem cúng cho những kẻ xử án để chạy án tiếp tục sau đó nghĩa là chúng chia nhau tiền xài hết số tiền đã chấn đột của dân chứ không bao giờ trả lại cho dân đồng nào cả cho nên khi người dân đã lỡ đút tiền vào những ngân hàng như scb thì đừng có hy vọng đòi lại và ngay cả các ngân hàng hiện nay đang tồn tại đó là sự thật không thể chối cãi đứng trước những trò lừa đảo của các đại gia đặc biệt là các đại gia nắm ngân hàng thì những bài viết phân tích để khuyên người dân cẩn thận là cần thiết tuy nhiên bộ máy chính quyền của đảng cộng sản việt nam lại không muốn như thế họ muốn dân tiếp tục đút tiền vào các ngân hàng để rồi những nhóm lợi ích của họ có cơ hội tiếp tục chia chác lẫn nhau người cần xử lý là ông này chứ không phải là phản động đâu thưa ông Tổng Bí Thư. Để cho ngành ngân hàng nát như thế, thay vì cho xử thẳng tay ông Thủ tướng và bà Thống đốc ngân hàng nhà nước, thì ông Tổng Bí Thư lại xua ông Tô Lâm bung công an ra, truy lùng những người mà họ cho là phản động, nói xấu đảng và nhà nước. Ngoài việc cho Tô Lâm tung người truy bắt phản động, thì ông Tổng còn cho Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo trung ương, chỉ đạo báo chí tố cáo phản động chẳng có phản động nào tạo ra được trương mỹ lan và vạn định pháp mà đó là đảng cộng sản tự nặn già khi những ung nhọt của chính đảng cộng sản việt nam tạo ra làm mất lòng tin của dân thì đảng lại đổ lỗi cho phản động ngành tài chính ngân hàng đang nát là sự thật đó là những người đứng đầu chính phủ và đứng đầu ngân hàng nhà nước việt nam đã xé nát nó vậy mà giờ đây ông tổng lại cho tô lâm và nguyễn trọng nghĩa che chắn lại để chữa lành vết thương thì phải dùng thuốc đặc trị, kể cả phẫu thuật, cắt phăng nó đi, chứ không thể dùng tay che lại mà có thể khiến vết thương lành được đâu, thưa ông Tổng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm ngày hôm nay với bản tin Thủ tướng và Đốc Hồng vùng tay xé, ông Tổ dát vàng với nghĩa tuyên giáo dùng tay đậy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de.